Gì thế? Kẻ nào? Không nhìn rõ nữa. Chắc gió thốc lên thôi. Người có thấy ai không? Gì thế? Thấy rồi. Chân. Chân ai? Hắn. Người biết võ công à? Tôi không biết võ công. Nói láo. Tôi thực sự không biết mà. Chỉ mới đánh nhau với người ta có 2 lần thôi. Người có đánh đâu? Đá đấy chứ. Cái gì thế này? Ghê gớm quá. Chỉ là chút quyền cước thôi, có gì ghê gớm đâu. Hai người đánh đi, ta không thèm đấu với đứa như thế. Xông lên đi, đệ không đánh được. Đại ca. Đại ca ơi, em mất đi nụ hôn đầu đời rồi. Ai cũng phải trải qua thôi, có gì ghê gớm đâu. Ta đâu cũng có còn. Cứ xông lên đi. Đại ca, hắn cao thủ lắm. Đại ca, đứng yên đấy, để bọn ta bàn chút đã. Đứng yên đấy, người đứng yên đấy nhé. Đại ca, hắn chắc chắn là bậc cao thủ. Không sao, để ta thấy chiêu thức của hắn rồi. Để ta đếm đến 3, 9, 7. Đại ca, cẩn thận. Cố lên đại ca. Đại ca có sao không? Mau đứng dậy. Gì vậy? Sách. Chuyện gì thế này? Không phải chứ. Đợi đã. Quyển sách này đâu ra vậy? Đệ mua ở tiệm. Bản lậu rồi. Sách lậu à? Hay là đại ca tham khảo qua rồi đánh tiếp? Không cần. Sao mình chưa gặp tiểu tử này bao giờ nhỉ? Đúng là giang hồ hiểm ác. Đại ca, đúng đấy, tốt nhất là mình trốn thôi. Tiểu tử, có thể ta đánh không lại ngươi, nhưng đừng có mà tự phụ quá. Cầu trời phù hộ cho ngươi. Đi thôi. Kiếm mối khác làm ăn vậy.
Một lũ toàn nam tử hán bắt nạt một người con gái thì có gì hay? Có giỏi thì qua đây đấu với ta, được lắm. Đan điền của ngươi trúng một trường mà vẫn không chết sao? Cũng phải cảm ơn một trường đó của ngươi. Trường đó trúng đan điền nên nội lực của ta tăng lên. Đây là độc dược gia truyền của thần nông giáo. Uống vào rồi, trong giây lát nội lực tăng lên gấp ngàn lần, làm bụng của ngươi trương cứng lên, vỡ tung thành từng mảnh. Thần công tâm huyết của cả đời ta có thể đả thông kinh mạch, giúp người điều chỉnh nội lực đến cảnh giới cao nhất, vô hình, vô sắc, vô pháp, vô thiên. Người mưu phản, xoán ngôi đoạt vị, tội khó dung tha. Nếu như cúi đầu nhận tội thì sẽ được chết toàn thây. Toàn thây? Từ năm 7 tuổi ta tiến cung thì đã chẳng còn toàn thây nữa. Kiếm pháp gì vậy? Vô tướng kiếm pháp. Vô tướng thần công.
Đừng ngạo mạn nữa, chẳng ích gì đâu. Người đúng là kỳ tài võ học. Đây là võ công cả đời của ta. Xem như là để lại chút gì cho hậu thế. Nhân phẩm người như thế thì chắc cũng chẳng viết được gì hay ho. Phật tổ, tên con là Đông Phương Bất Bại. Xin người hãy giúp con tìm ra Quỳnh Hoa Bảo Điển. Quỳnh Hoa Bảo Điển. Đúng rồi, để học được bí kíp này, trước tiên nhà ngươi phải cắt cái đó đi. Em cắt dùm mình rồi. Ghi chú, không cắt thì vẫn luyện được. Trời ơi là trời.